Xin chào các em, ở trong video này anh sẽ ghi chapter số 8, 9 cho các em. Câu số 1 thì các em sẽ vẽ cái sơ đồ ra. Câu số 1 các em vẽ cái sơ đồ ra nha. Người ta cho các em từ 0 đến 10 là 7. Từ 0 đến 10 là 7. Tích phân từ 0 đến 10 là 7. Rồi người ta cho từ 2 đến 6 là 3. Tức là người ta cho cái đoạn màu xanh là 7 nè. Rồi người ta cho cái đoạn màu hồng là 3. Đúng không? Này 7, này 3. Người ta hỏi cái đoạn 02 cộng với cái đoạn 60. Rồi các em đã có câu trả lời đó. Cái này đơn giản lắm. Để câu 1. Câu số 2 thì thế vô. Thế tích phân 1 năm của Fx bằng 2 vô đây. Thế Fx 1 tích phân 1 năm của Gx bằng trừ 4 vô đây. Là các em sẽ có đáp án. Câu số 3 thì cái lời khuyên của anh đó. Và các em sẽ đổi ẩn. Câu này liệu chúng ta có bấm máy được không? Maybe có thể được, nhưng mà không có nên bấm máy. Từ từ, hình như cái này anh cho cộng nó sai á. Cái này không phải tích phân 0,1 với fx đâu. Để anh đổi cái cộng lại cái. Để anh nhẩm. Đầu tiên là, từ từ. Anh sẽ đặt t bằng x chia 3. Anh sẽ đặt t bằng x chia 3. Xong rồi anh có dt bằng 1 phần 3 dx. Khi mà cái, tức là bây giờ khi mà anh giải cái bài này á, anh sẽ nói anh trước, khoan anh sẽ đặt đây, khoan anh đặt đây này. Anh sẽ tách cái này ra là tích phân 0, 1 của fx chia 3 dx cộng tích phân 0, 1 của f 3x dx. Thì đối với cái tích phân đầu tiên á, anh sẽ đặt t bằng x chia 3. Anh đổi cái này là dt bằng 1 phần 3 dx. Xong rồi anh sẽ thế vô đây đúng không? Nhưng mà lúc này á, khi mà em đặt t x chia 3 thì cái này là chạy từ 0 tới 1 phần 3. X bằng 0 thì t bằng 0. Còn x bằng 1 thì t bằng 1 phần 3. Đó. Rồi. Cho nên cái này là siga. Cái này là y nha, bằng tích phân cận từ 0 tới 1 phần 3 của 3 ft dt đúng không? 3 ft dt. Tại vì cái dx này là 3 dt. Còn bây giờ cái f3x này nè, anh sẽ làm tương tự. Đối với cái f3x này á, anh sẽ đặt t bằng 3x. Xong rồi anh lấy vi phân là dt bằng 3 dx. Và anh chuyển qua là dx bằng 1 phần 3 dt đúng chưa? Như vậy cái này là cộng cộng cho 1 phần 3 tích phân cận từ 0 đến 3. Chưa? Khoan đây anh cái. Nghe chưa? Chưa? Nghe. Không, qua chơi nè. 9:30 mới dậy. Mày hỏi mấy nhóm đứa nhóm tao mới được. Mà nó học giỏi không? Giỏi vô đây. Nhưng mà nó phải đến lớp học nha, tại giờ tao đâu có giờ online nữa. Rồi, Nhi gửi đây. Để tao hỏi mấy đứa kia cái nha. Thôi mày mày nhắn tin Zalo đi, nhắn nhắn tin cái Zalo của nó cho tao đi, tao kết bạn rồi trao đổi rồi được được qua. Rồi vậy nha. Rồi cái này các em thế vào là 1 phần 3 của gì? F 3x là ft đúng không? Còn dx là 1 3 dt hiển nhiên à. Như vậy có nghĩa là cái đề này á, ý anh hỏi không phải là cho cận ở trên, không phải là cận từ 0 tới 1, mà là này từ 0 tới 1 phần 3, còn cái này là từ 0 tới 3 cho hàng 2. Thì mình thế vô là mình có đáp án. Nhưng mà một chút á,
Cái câu 3 này cái đề anh sẽ sửa lại tí xíu, tại vì để nguyên cái này là không giải được các em. Để nguyên cái này là giải không có được. Rồi, vậy đi ha. Nói chung câu 3 này một chút anh sẽ fix lại tí xíu, nhưng mà đại loại cái cách giải là chúng ta đặt phụ. Câu số 4 nhiều em á, các em không có hiểu cái định nghĩa thể tích. Người ta nói á, là bây giờ cắt cái vật thể này bởi khoảng vuông góc tạo được thiết diện là tam giác đều. Nó đại loại nó giống vậy nè, cái tam giác đều này nè nó sẽ biến thiên, xong rồi nó đi lên đây nó sẽ tạo thành một cái thể tích, hiểu ý nó không? Thì cái question là mình tính thể tích bằng cách nào, đó là chúng ta sẽ đi lấy nguyên hàm của diện tích, nguyên hàm của diện tích theo cái chiều cao chính là thể tích. Ok, nguyên hàm của diện tích theo chiều cao là thể tích. Hiển nhiên ở đây người ta kêu em tính thể tích từ 0 tới 2 đúng không? Thì cái chiều cao này đi từ 0 tới 2. Mà cái diện tích tam giác đều lưu ý nha, người ta cho cạnh tam giác đều là bao nhiêu đây á, thì anh tính cho cái em diện tích nè, diện tích là cạnh bình là nguyên cái cụm này bình đúng không? Cạnh bình là x nhân căn 2 trừ x. Nhân căn 3 chia 4. Tất cả bình. Cạnh bình nhân căn 3 chia 4. À lộn 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 lộn, tôi ghi lộn rồi. Căn 3 chia 4 nằm ở ngoài chứ. Căn 3 chia 4. Rồi. Ok. Bây giờ tính thể tích vật thể này, các em đưa công thức cho đây thôi. Đó là câu 4. Tuy nhiên đối với câu 5 á, thì nó không phải là tính theo dạng định nghĩa. Câu 5 là em tính theo dạng có tròn xoay. Cái thể tích có tròn xoay nó được tính theo công thức là V bằng pi tích phân của F bình phương x dx. Cái này anh đã dạy rồi đúng không? Cái khối tròn xoay nó khác cái khối định nghĩa. Cái khối định nghĩa là nó giống như khối lăn trụ hoặc là khối khối chớp hoặc là khối lập phương chẳng hạn. Còn cái này là tính khối tròn xoay hay định nghĩa. Mấy người lặp lại cái buổi thể tích anh dạy, anh đã nói rất kỹ cái này. Như vậy câu 5 là giải như thế nào? Đầu tiên là tìm biên, tức là mình cho x bình trừ x bằng 0, mình tìm cái vị trí biên. Xong rồi mình thấy công thức vô là pi nhân tích phân cận từ a tới b của f bình phương x trừ x. Rồi. Xong đó là cái câu 5 nha. Tự dựa vào gợi ý làm đi. Câu 6 anh không gợi ý nha. 6 đơn giản quá không gợi ý. Câu 7 gợi ý là em chuyển rồi ra kêu tìm cái vector x á, thì cái vector x này nó chính bằng vector b trừ 2 lần vector a. Rồi mình thế tọa độ vào hả các em? Vector b trừ 2 lần vector a, thế tọa độ vào vector b. Tiếp tục câu số 8. Cho mặt phẳng cắt mặt cầu theo giao tuyến là một đường tròn, tìm tọa độ tâm của đường tròn. Điều này nói lên một cái gì? Đó là cái bài này là cái bài tìm hình chiếu của điểm lên mặt phẳng. Em có một cái mặt cầu tam y như vậy đúng không? Mà có mặt cầu tam y rồi nó có một cái mặt phẳng cắt như vậy nè. Cái này là H đúng chưa? Thì bây giờ cái mặt phẳng B. Thì bây giờ cái vấn đề đặt ra là tìm hình chiếu của cái điểm y này nè. Cái tam y này là 3, 2, 1. Tìm hình chiếu của 3, 2, 1 lên cái mặt phẳng này thì làm sao mình tìm? Rồi suy nghĩ anh dạy rồi. Câu số 9. Xét vị trí tương đối giữa hai đường thẳng. Làm sao để mình xét? Anh hướng dẫn. Đầu tiên là em phải đặt những cái câu hỏi nè. Nó có song song không? Nó có song song không? Ok chưa? Nếu như nó song song thì nó có thể song song hoặc trùng. Nếu như nó không song song em phải loại luôn câu A câu D. Hiểu ý anh nói không? Và làm sao biết nó có song song hay không? Đó là em nhìn vector chỉ phương. Nhìn vector chỉ phương. Là em nhìn hai vector chỉ phương của hai cái này nó có tỷ lệ với nhau thì nó song song hoặc trùng. Như vậy nếu như nó không song song hoặc trùng thì nó chỉ có thể cắt hoặc là chéo thôi. Là sao để mình biết? Mình cho hai cái này bằng nhau, mình tìm t, mình cho 1 cộng t bằng 2t, xong rồi mình kiểm tra coi mình thế t vô những cái này nè nó có giống nhau không. Nếu hàng y giống nhau, hàng z giống nhau thì nó sẽ cắt, còn nếu như không giống nhau điều đó có nghĩa là nó không có điểm cắt, mà nó không có điểm cắt thì nó sẽ chéo. So đó là cái cách mà anh thường làm, nhưng mà nếu mà mấy em không biết thì vô lớp hỏi lại nghe. Cái này anh chưa có dạy nhưng mà anh cho để cho các em thực hành từ từ cái cách xét vị trí tương đối giữa hai đường thẳng. Nhưng mà cái này anh nghĩ là cũng đơn giản thôi, không khó. Kiểm tra coi nó có song song không, được chưa? Kiểm tra coi có song song không hoặc là trùng. Nếu mà song song thì có thể song song hoặc trùng. Tất nhiên là nếu như nó song song hoặc trùng thì làm sao em có thể kiểm tra nó song song hoặc trùng?
Đó là em lấy một cái tọa độ điểm ở trong đường thẳng này, em thế ngược chỗ đây. Nếu nó thỏa mãn thì là trục, nếu không thỏa mãn song song. Đó là cách xử lý. Câu 10, xét vị trí tương đối với đường thẳng và mặt phẳng. Anh đã dạy rồi, anh không nhắc lại nha. Trong những cái chapter trước anh đã nói rồi, cho nên câu 10 không nghĩ tự làm. Rồi, thì mong rằng các em sẽ làm tốt chapter số 89. Tạm biệt các em, bye bye.